nói chị Noa coi xong hai cái mặt đây chứ. Chị Noa pha bột rồi. Hãy lắm nha em. Nha mát đi, cự chi. Cự đừng khóc mà được. Không sao mà kìa. À, nhất cái mám chùa ơi. Trời, cái thằng nhỏ này. Nó lồn quá thiệt á. Hả lão ra hay chưa? Na ơi, nó lấy đồ ăn giùm em á. Cho tiền cho em ra. Có tiền không? Nói cho rõ chứ. Nói thiệt thà đó. Gì mà chơi, đừng có giật cái đùi như nãy nghe chưa. Quay á. Có cửa nha. Đây đây. Mím nè mím, nè mím đừng có rung. Cô nằm im cô, đừng có rung cái đùi nha. Rung cái đùi là cái mặt nó rung theo. Nằm im chỉ được thở thôi à.
là mím nhưng có cục cửa nằm đợi xíu chị. Bé đó nhanh hơn cô lên đó. Cô đang nhiều hơn. Nằm im, nằm im. Đừng có rung cái chân là con người rung theo nha. Đừng có đúng mất chứng.